Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng à, lên cho anh em và sale cho anh em cây Makita XDT13. Thì XDT13 này Mỹ về nó mới 100%, hàng Mỹ nha anh em, mới 100% luôn. Và mình sale cái giá là 1,7 triệu. Và giá này là giá chỉ có bở sỉ cho những cửa hàng thôi. Thì anh em vui lòng liên hệ 0962 232 180. Hàng cái này là hàng Mỹ về. Sản xuất 2021 nha anh em. Và nó là động cơ không chổi than. Brushless không chổi than. Giá sale chỉ có 1 triệu 7 thì chưa có kênh nào mà bán 1 triệu 7 nha anh em. Anh em xem hết YouTube giá hiện nay thì không có kênh nào bán 1 triệu 7 nha. Rồi thì nó mới 100%. Đấy, anh em chưa có pin thì mua pin với giá 1 triệu tư, và chưa có sạc thì mua giá 800. Có nghĩa là một máy, một pin, một sạc 3 triệu 6, và có tặng cái túi sách. À, có tặng cái túi sách nha. Một máy, một pin, một sạc là 3 triệu 6, pin 4A, pin từ Mỹ về, tất cả đều mới 100%. Rồi, 3 triệu 6 có tặng túi sách. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và khẳng định lại là XDT13 giá 1 triệu 7 là rẻ nhất thị trường hiện nay. Rồi, tùng test cho anh em. Nó là cấp độ từ 0 đến 3.400 vòng trên phút và 175 Newton. Hàng Mỹ có chứng nhận UL. Đó. Cái này là hàng quốc dân rồi nha anh em, rất rất nhiều anh em sử dụng và siêu siêu bền. Em này thì siêu bền rồi đó. Siêu hiệu quả rồi. Ok anh em, rất là nhờ anh em like giúp em một like 1,7 triệu cái thân máy, và anh em ở xa thì em vẫn là ship code bình thường nha anh em ha. Rồi tiếp đến là cây XBH12, và XBH12 mình cũng sale luôn giá 2 triệu mốt cái body. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. XBH12 thì nó là từ 0 đến 500 và từ 0 đến 2.000 vòng trên phút. Đầu kẹp Autolock 13, mã của Việt Nam là 484. Thì mình sale hiện nay là 2 triệu mốt, và giá cũng rất là so với thị trường thì trung bình thì thị trường nó bán là 2 triệu 250. Ok, em Tùng cảm ơn anh em. 2 triệu mốt nha anh em. Và nếu mà một máy, một pin và một sạc 4 triệu, em Tùng sẽ tặng cái túi xách cho anh em. Rồi, nhờ anh em like giúp em một like. Cảm ơn anh em.